Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên sóng một em BDG hàng sách tay. Các bác, con này khung thép, hàng sưu tầm, hàng cho các bác sưu tầm. Khung thép, xe là còn mới đến 90%. Có xe đứng bằng 48, xe ngang bằng 53 các bác. Chất xe thì thôi khỏi về bàn các bác, quá đẳng cấp luôn. Đấy. Ghi đồng số 3, rất là đẹp đấy các bác. Khung thép size 48, 53, một đĩa các bác nhá. Đấy. Sơn của xe là sơn đổi màu, rất là đẹp. Đấy, hàng sách tay. Duy nhất có cái yên thì nó bị rách, các em bọc lại rồi. Đấy, còn nguyên bản cho xe hết, quá đẳng cấp luôn. Đấy, bác làm mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215. Địa chỉ cửa hàng nhà em là khu cầu Giàm, xã Tân Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc các bác nhé. Đây một em BNG khung thép hàng sưu tầm rất là đẹp. Đấy, BNG là thương hiệu Ý các bác nhé. Đấy, em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ. Nói về cái độ đấy, ghi đồng phát tăng là nhôm các bác này. Còn quá là ok, quá đẹp luôn đấy. Kể cả như là tay lắm như các theo xe này các bác. Rất là đẹp. Đây là đè gạt này các bác. Đấy, đè gạt. Con này nó chạy với một đĩa các bác nhá, thì nó có đè sau thôi. Nhưng mà nói về đấy, em quay qua về cái ghi đồng này, rất là phiêu các bạn. Nhìn con xe rất là phiêu, rất là đẹp. Đấy, logo của BNG này, logo này là logo dán tem các bác nhá. Đấy, phanh này các bạn này, đấy phanh mạ của nó này như này các bạn, phanh nhôm nhưng mà nó còn mới lắm các bạn. Đấy, còn rất là đẹp đây. Cung tay luôn, tất cả là nhôm trắng hết các bác nhá. Nhôm trắng hết. Cột bác của loài gần như mới. Đấy, đây là model của nó là VA Para của BNG các bác nhá. Đấy, khung của nó sơn đổi màu. Đấy, duy nhất cái có cái vỏ yên này em bọc lại rồi. Đấy, cọng yên của nó vẫn là cọng yên nhôm màu trắng các bác. Đấy. Phanh sau này các bác. Như mới luôn, như là mới đấy các bạn. Đấy, logo của BNG đây, logo của BNG rất là đẹp. Logo của BNG đây. Đấy, rất đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, đây là tem. Đấy. Đây các bạn này, đùi đĩa của nó này. Có một đĩa các bạn nhá, bàn đạp là bàn đạp nhôm này các bạn. Bàn này in ra bàn nhôm trắng rất là đẹp, cực đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, đôi mà đạp vành là vành nhôm đũa lốc các bạn, vành là vành nhôm đũa lốc. Đấy, lốp 700x23 25C. Đề sau của nó là G80, cái này không chắc là của Simolo thì đúng hơn, nó không nó chỉ ghi một cái G80 của cái đấy. Đề sau của nó, con này chạy với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níp các bác nhá. 8 níp một đĩa. Nhưng mà máy ơi sau này các bạn, xuất sắc luôn đấy các bạn. Đấy, một con sưu tầm hàng độc đáo luôn. Đấy, một em sưu tầm hàng độc đáo luôn cho các bác sưu tầm đấy. Quá đẳng cấp. Đấy. Em sẽ quay sang mặt trái các bác. Em quay sang mặt trái để các bác theo dõi. Mặt trái. Đấy, các bác nhìn ghi đồng phố tăng như là mới luôn. Đấy, các bác nào mà có tín đồ về xe sưu tầm đấy thì sưu tầm con này là quá ok, quá ok luôn đấy. Đây là những vết sắt đây, nhẹ nhẹ người ta ở bên người ta bôi cái gì vào, hơi bôi cái gì vào một chút này. Đấy. BNG từ chân trống đây, các bác nhé, từ trống này, chân trống nhôm đúc này. Đấy, bàn đạp mới lắm các bạn. Để em quay cái bộ mirror với tay gạt cho các bác xem, xuất sắc luôn đấy các bạn. Mirror của nó đấy gần như mới rồi. Nhưng mình phải nói là cái con này nó để lâu sao những cái đồ mạ của nó vẫn còn rất là đẹp đấy. Và em sẽ nói lại con xe này, đây là một con khung thép thương hiệu BNG hàng sưu tầm cho các bác sưu tầm hàng độc lạ các bác nhá. Một đĩa 8 nít, có xe đứng bằng 48, xe ngang 53, xe còn mới đi 90% các bác nhá.
Đấy, xe còn quá ok. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.